Chào mừng các bạn đến với Vietnam Innovator. Hôm nay chúng ta sẽ trò chuyện với cả anh Vũ Anh Tú, giám đốc công nghệ của tập đoàn FPT. Xin chào anh Tú. À, xin chào Miro, Xin chào tất cả các bạn. À, trước khi chúng ta trao đổi về các cái câu chuyện của ngày hôm nay thì rất là tò mò về công việc của anh, thì anh cũng đã trước cũng gắn bó với FPT rất là nhiều năm. À, trước khi mà nhận chức giám đốc công nghệ của tập đoàn thì anh đã từng làm ở FPT Telecom. Thì không biết là khi mà anh nhận cái chức đó hoặc được bổ nhiệm thì cái cảm giác lúc đấy thì anh như thế nào à, thực ra nó cũng hơi uh, bất ngờ và uh, nó cũng rất là nhiều những cái câu hỏi cho những cái nhiệm vụ mới tất nhiên đối với ai thì uh, cái nhiệm vụ mới nó cũng còn rất là nhiều thách thức có rất là nhiều những thứ mới đặc biệt là fpt là một công ty uh, công nghệ uh, global thì cái vị trí cto ở tập đoàn nó khác rất là nhiều cái vị trí ở uh, telecom lúc ừ. ở telecom thì nó gắn liền với những cái sản phẩm nó tương đối uh, hạn chế cho lĩnh vực uh, mát rồi có một số sản phẩm nhỏ nhỏ cho uh, lĩnh vực b2b tuy nhiên không nhiều lắm đa phần ừ. là các sản phẩm cho lĩnh vực uh, b2c là chính thì ừ. khi mà uh, làm uh, ở fpt ấy, thì thứ nhất là cái khu vực phạm uh, vi công việc nó rộng hơn rất là nhiều và thứ hai là cái focus luôn nó cả vào lĩnh vực b2b lẫn b2c ừ. và đâu đó có thể nói là b2b có thể còn nhiều hơn b2c À, nếu mà anh nói về cái thách thức lớn nhất khi mà anh lên CTO của tập đoàn thì là thách thức là gì? À để có thể làm việc ở một cái quy mô global thì nó đòi hỏi là cái thời gian và cái tập trung của mình cho rất là nhiều những cái lĩnh vực khác nhau. Ví dụ như có những công ty mà có cái hiện diện 59 văn phòng ở trên thế giới chẳng hạn thì để có thể làm việc với các bạn ấy, bắt kịp với các bạn ấy là rất là thách thức về cả thời gian về tham zone cũng như là về cái khoảng cách về địa lý ừ. là vô cùng khó anh cũng được coi là một trong những kiểu lãnh đạo trẻ của fpt thì không biết anh là người lãnh đạo như nào nếu mà anh tự đánh giá anh là người lãnh đạo như thế nào à, thực ra nếu mà nói về một người lãnh đạo ấy, thì anh luôn luôn mong muốn là mình dẫn dắt để xây dựng những cái sản phẩm nó hết sức cụ thể và tạo ra từ những cái sản phẩm cụ thể đấy thì tạo ra những cái kết quả À, những cái à, ảnh hưởng đến những cái cộng đồng người dùng hay là những cộng đồng công nghệ cụ thể ừ. à, thông qua những cái sản phẩm đó. Một phần à, một trong những công việc của anh thì là có cũng là tham gia vào các cái sự kiện và những cái sản phẩm của cả tập đoàn. Thì à, một trong những sự kiện à, có thể là mũi nhọn của FPT là chính là Tech Day. À, tuy nhiên là cũng đã tổ chức rất là nhiều năm rồi, nhưng mà năm nay thì có vẻ như là sẽ có rất là nhiều thứ mới. Thì không biết là à, anh kể cho mọi người xem là cái ý tưởng. Từ đâu ra mà thì mình tổ chức một cái Tech Day cái năm đầu tiên? À, phải nói Tech Day thì mình nói lại một uh, chút về uh, quá khứ. Thì Tech uh, Day uh, bắt bắt nguồn từ một cái sự kiện công nghệ hàng năm cho uh, nội bộ FPT, cho đội ngũ làm công nghệ của FPT. Ở đó uh, FPT tôn vinh những cán bộ uh, có những cái thành tích nổi trội về công nghệ, những ừ. cái sản phẩm của FPT. Tuy nhiên uh, sau khi làm một thời gian ấy, thì bắt đầu mở ra ngoài uh, để mời các cái cộng đồng về công nghệ tới tham dự và như năm nay nó trở thành một cái sự kiện lớn nhất của FPT ở đây không phải là sân chơi của riêng cộng đồng công nghệ nữa mà FPT đã mời những doanh nghiệp hàng đầu của Việt Nam tham dự cùng lên trao đổi cùng cũng như là mời những cái công ty rất là lớn quy mô đến hàng tỷ đô trên thế giới ngồi cùng với cả FPT ngồi cùng với các công ty tại Việt Nam để nói chuyện về những chuyện chuyển đổi số về những cái xu hướng ở trên toàn cầu rồi làm thế nào để uh, giúp mà các cái cộng đồng của chúng ta, doanh nghiệp chúng ta chuyển đổi số tốt hơn, nhanh hơn và đem lại những cái lợi ích tốt hơn. Ừ. Không biết là năm nay thì uh, FPT lấy cái chủ đề gì để làm cái chủ đề chủ chốt của của Tech đây? Uh, năm nay thì uh, FPT lấy một cái uh, tên uh, tương đối uh, lạ là song hành. Uh, song hành thì có nghĩa là FPT luôn luôn mong muốn là đi cùng các cái khách hàng của mình trên con đường chuyển đổi số làm sao FPT trở thành một cái người bạn đường của tất cả các doanh nghiệp trên con đường đó và ừ. FPT mong muốn là chúng tôi không chỉ là đối tác không chỉ là khách hàng hay không chỉ là partnership như bình thường mà FPT mong muốn là trở thành một cái người bạn đi trên con đường chuyển đổi số cùng với tất cả khách hàng của mình. Ừ, ừ. À, như các năm trước thì FPT Tech Day nó không chỉ là một cái sự kiện nói về các cái xu hướng công nghệ nói về các cái kinh nghiệm của các đối tác nó cũng là một cái nơi sân chơi của các bạn trẻ, các bạn sinh viên. thì không biết là năm nay thì có những cái gì cho các bạn sinh viên, các bạn trẻ có thể đến những cái đấu, đấu, đấu trường của FPT. À, năm nay thì hơi đặc biệt một chút là cái hình thức tổ chức cũng thay đổi, cái nội dung cũng thay đổi khá là nhiều. thế thì các bạn trẻ hôm năm nay khi, khi mà tham gia cái event cùng FPT thì sẽ thấy những cái sản phẩm của FPT diễn ra thấy những cái nội dung mà FPT đang mời các bạn trẻ tham gia cùng để xây dựng những cái sản phẩm, những cái công nghệ mới ở đó không chỉ là những cái sản phẩm mà đã hoàn thiện mà còn khá là nhiều những cái sản phẩm MVP, những sản phẩm thử nghiệm của FPT ừ. và chúng tôi cũng rất là mong là cộng đồng có thể tham gia xây dựng cùng với FPT hoặc là có những cái ý tưởng mới có thể tham gia cùng FPT để xây dựng nên thành sản phẩm. Ừ. Anh có thể uh, chia sẻ hoặc là hé lộ là những cái sản phẩm mà đang gấp ủ hoặc là đang đang phát triển là nó là những cái lĩnh vực gì để các bạn có thể chuẩn bị sẵn. Uh, thực ra uh, có một có rất là nhiều những cái sản phẩm nhưng mà uh, cá nhân uh, tú thích thú thì có một cái sản phẩm uh, nó hơi uh, mang tính chất là MetaVerse nó hơi uh, mang tính chất là Digital Twin trên uh. Uh, đấy thì Uh, FPT có uh, mô phỏng những cái uh, hệ thống, những cái môi trường như là nhà máy, như là khu đô thị, như là uh, một cái tòa nhà, uh, nó gọi là digital twin uh -huh. để mô phỏng những cái đó và uh, từ đó để uh, xây dựng ra những cái phương án xây dựng ra những cái thiết kế tốt nhất cho tòa nhà chẳng hạn là ví dụ hoặc là thiết kế về giao thông tốt nhất cho một khu đô thị hoặc là ừ. tổ chức một cái khu đô thị sao cho tốt nhất thì đó là một cái khu vực mà hoàn toàn mới với chính fpt cũng như là thế giới thì đó là một cái trend digital twin tức là người ta bưng toàn bộ những cái thực tế lên một cái nền tảng số ừ. và trên nền tảng số đấy nó sẽ real time nó sẽ connect với cả cái thế giới thật để chúng ta xây dựng ra những cái sản phẩm tốt hơn từ cả hai cái nền tảng một trong những cái việc hoặc là chủ đề hiện nay là anh cũng tham gia diễn giả ở rất là các nhiều các cái diễn đàn khác nhau thì một trong những chủ đề nó là blockchain, nó là metaverse thì anh có cho rằng là đấy là cũng đang là cái xu hướng mà FPT đang theo đuổi hay là đó có là nằm trong chiến lược của tập đoàn FPT không? hiển ừ. nhiên blockchain là một công nghệ mới mà tất cả công ty đang tìm tòi và như các bạn cũng thấy thì có rất nhiều công ty cũng sụp đổ vì quá trình là tìm tòi quá trình khám phá đó nó không đi được đến những, những cái uh, kết quả cụ thể không đi đến những cái sản phẩm cụ thể thế thì uh, đứng ở góc độ uh, blockchain ấy thì FPT mong muốn là xây dựng những cái uh, cái ứng dụng nó nó cụ thể hơn nó vững chắc hơn trên trên nền tảng cái công nghệ này ví dụ những ứng dụng cho khu vực uh, doanh nghiệp những ứng dụng cho khu vực ngân hàng tài chính chẳng hạn thì uh, đó là những nơi mà công nghệ blockchain uh, ứng dụng rất là tốt ừ. và uh, anh thì anh tin là cái blockchain ấy thì nó đang trải qua một cái thời kỳ uh, tương đối khó khăn nhưng mà cái nền tảng về công nghệ thì nó chắc chắn nó sẽ phát triển uh, giống như uh, ai trước đây thì uh, ai dùng chính là để đánh cờ tuy nhiên ừ. đến hiện tại thì ai có thể uh, thấy là xuất hiện ở khắp tất cả mọi nơi thì ừ. uh, cái công nghệ nào nó cũng có một cái thời gian đầu uh, vô cùng khó khăn để tìm ra được những cái ứng dụng uh, vững chắc thì blockchain thì nó cũng như vậy và anh tin là blockchain nó sẽ là một cái nền tảng công nghệ rất là tốt và ừ. FPT đang đầu tư khá là nhiều cho mảng blockchain FPT cũng đang làm với một số ngân hàng để có những cái giải pháp về thư tín dụng chẳng hạn trên nền tảng blockchain. Ừ, ừ. À, nếu mà chúng ta quay lại về cái câu cái chủ đề Tech đây thì cũng có chúng ta đã nói về các bạn trẻ có thể đến cùng nhau xây dựng các cái sản phẩm mà mà do FPT dẫn dắt thì không biết ở góc độ doanh nghiệp nếu mà đến đó thì doanh nghiệp sẽ có những cái chủ đề gì hoặc là có những cái cái uh, diễn đàn như thế nào để có thể học hỏi thêm được các cái thông tin. Thì uh, đối với cả một cái Tech uh, Day FP tổ chức thì nó cũng có nhiều phần uh, khác nhau. Uh, một uh, phần cũng khá là quan trọng là uh, FPT có mời những cái uh, công ty nghiên cứu hàng đầu trên uh, thế giới đến uh, chia sẻ uh, họ đã có kinh nghiệm ở các uh, nước uh, trên thế giới về uh, chuyển đổi số, về công nghệ khác nhau, về, về từng cái lĩnh vực uh, kinh doanh khác nhau. Khi mà FPT mời đến thì họ cũng chia sẻ những cái bài học rất là cụ thể những cái case Study mà đã thành công uh, rất là lớn trên thế giới. Thì uh, đó là một cái nguồn thông tin khá là hữu ích cho doanh nghiệp. Uh, một cái nguồn thông tin thứ hai là FPT cũng mời uh, những doanh nghiệp có giá trị hàng tỷ đô đến chia sẻ uh, cùng uh, chúng tôi. Rồi uh, FPT cũng có những cái đội ngũ chuyên gia uh, làm việc ở những cái quốc gia về công nghệ rất là tốt trên thế giới như là mỹ như là châu âu như là nhật bản thì uh, bản thân các bạn ấy của fpt cũng sẽ mang về những cái kiến thức những cái uh, kinh nghiệm các bạn ấy đã triển khai thành công và ừ. đâu đó các cái uh, doanh nghiệp của chúng ta có thể nhìn thấy cái hình dáng của mình hay là nhìn thấy cái con đường của mình nó rõ ràng hơn qua những cái chia sẻ đó. Rồi là ừ. bản thân uh, FPT cũng mời những doanh nghiệp rất là lớn ở Việt Nam đến uh, cùng uh, networking, đến cùng uh, chia, chia sẻ. Thế thì ở đây các doanh nghiệp có thể thấy là uh, chúng ta vừa có thông tin từ những cái uh, trường hợp, mà những cái case study như thế. Rồi uh, các doanh nghiệp có thể networking với nhau để trao đổi, để chia sẻ uh, nhiều hơn trong cái buổi uh, tech day thực ra bây giờ chúng ta đang nói về cái đối tác này về khách hàng về người dùng fpt cũng là một trong những công ty được gọi là công ty công nghệ tuy nhiên là cái lĩnh vực hoạt động và các cái lĩnh vực mà mình đang có mặt thì nó cũng rất là phong phú từ giáo dục đến bán lẻ rồi viễn thông công nghệ thì không biết là anh đánh giá như thế nào về cái hệ sinh thái của fpt hiện nay và mình trong thời gian tới mình sẽ khai thác cái hệ sinh thái đấy bằng cách nào à, thực ra cái câu hỏi đấy là một cái câu hỏi rất là hay và fpt nhiều năm nay phải suy nghĩ về uh, vấn đề đấy thì FPT đang có mặt ở trong nhiều lĩnh vực khác nhau tuy nhiên nó rất là phân mảnh thế thì một trong những cái điểm nhấn của cái Tech Day năm nay là FPT mong mang đến cho khách hàng một cái hình ảnh FPT đầy đủ hơn làm sao FPT cung cấp được các cái dịch vụ cho người dùng từ khi còn bé đi học đến khi lớn đi làm đi làm sử dụng rất là nhiều các dịch vụ khác nhau như là ngân hàng tài chính rồi ở nơi làm việc thì sử dụng các cái giải pháp của FPT như thế nào thì đấy là một cái điểm nhấn trong Tech đây năm nay chúng ừ. tôi muốn mang đến khách hàng một cái hình ảnh FPT hiện diện ở đâu đó trong cuộc sống của mỗi người hàng ngày và đấy cũng là thể hiện một cái mong muốn của FPT là mỗi một người Việt Nam sẽ sử dụng ít nhất một cái dịch vụ của FPT. Ừ. Thế thì để làm việc đấy thì FPT phải kết nối các cái sản phẩm hiện đang nằm ở các nơi của FPT lại theo một vài những cái yếu tố khác nhau. Ví dụ như là định danh người dùng chẳng hạn, thì đó đó là một yếu tố quan trọng. Ừ. Một người dùng có thể sử dụng đọc báo của FPT, có thể đến nhà thuốc, có thể sử dụng internet, có thể xem truyền hình, thì người dùng đó vẫn phải là một người và FPT cần phải hiểu cái hành vi của uh, người dùng đó làm sao để đem lại một cái trải nghiệm uh, rất là hấp dẫn cho ừ. một người dùng uh, thay vì là những cái trải nghiệm nó bị gián đoạn ở các cái dịch vụ khác nhau. Nếu mà chúng ta nói về cái uh, cái vòng đời hay là của một một ngày của một người Việt Nam thì cái điểm chạm anh có thể mô tả từ lúc sáng dậy đến lúc tối đi ngủ thì uh, những cái điểm chạm là điểm chạm chính là ở đâu? À, thực ra đấy là một cái bài toán rất là hay mà FPT thực sự là à, rất là mong muốn mang lại cho người dùng Nhưng mà cứ tưởng tượng một cách rất là đơn giản như này à, Một buổi sáng thì một người đi làm như tôi chẳng hạn Có một cái sản phẩm như FP Play ở nhà à, có thể đánh thức dậy lúc 6 giờ sáng À, thông báo ngày hôm nay có thể là trời uh, sài gòn nhiều mây có thể mưa uh, nhớ mang theo uh, dù đi đến uh, công ty trong ừ. uh, sau đó khi tới bàn ăn thưởng thức bữa sáng cùng gia đình thì có thể mình xem cái thời sự ngày hôm nay uh, đang diễn ra như nào hoặc là uh, một cái trận đá bóng đêm hôm qua mà mình không có thể uh, theo dõi được thì mình có thể xem được ừ. thì tiếp đó thì trên đường À, đi làm có thể rẽ uh, qua uh, tiệm thuốc mua thuốc cho gia đình rồi uh, khi đến công sở thì mình có thể sử dụng các cái phần mềm uh, paperless để uh, phê duyệt các cái yêu cầu của uh, các bạn trong công ty đề nghị rồi uh, tiếp đó uh, trong ngày thì nó còn nhiều những ví dụ khác nhưng mà đấy là những là cái đấy đấy là những cái điểm chạm đấy là những cái uh, mong muốn của FPT để mang lại làm sao cho một người dùng một cách dễ dàng nhất sử dụng các cái dịch vụ mà FPT đang có. Trong cái hệ sinh thái của FPT thì có cái sản phẩm nào là cái sản phẩm mà có thể nói ra là ai cũng sẽ dùng hoặc là số lượng người dùng là đông? À, thực ra FPT thì cũng, cũng có khá là nhiều các cái sản phẩm qua từng cái thời kỳ khác nhau. À, ví dụ như à, báo VN Express cũng là một cái sản phẩm mà rất là nhiều người À, biết rất là nhiều người quan tâm hoặc uh, fpt có sản phẩm như là fp play chẳng hạn cũng có hàng triệu người dùng cũng là đơn vị gọi là số một ở việt nam mà cung cấp truyền hình uh, trên uh, internet ừ. rồi là trong các mảng khác nhau ví dụ như là uh, các cái sản phẩm mà uh, doanh nghiệp thì đâu đó thì uh, có thể ít người biết hơn tại vì là nó được sử dụng nội bộ tuy nhiên cũng chiếm được những cái thị phần rất là lớn ừ ừ à, nếu mà chúng ta nói về uh về cái hệ sinh thái thì đấy là hệ sinh thái của FPT tuy nhiên thì để chúng ta xây dựng được một cái gì đó nó là một cái thế giới hoặc là những cái metaverse như anh nói hoặc là cái digital twin thì nó sẽ đòi hỏi một cái ecosystem nó rộng hơn thì liệu hiện nay thì FPT đang đi theo cái hướng nào để xây dựng một cái ecosystem không chỉ là nội bộ của FPT nhưng mà là mở rộng hơn đối tác của mình phải có những cái gì và những cái ngành lĩnh vực nào là cái lĩnh vực mà FPT cho rằng là cần thiết cho cái hệ sinh thái này à, thực ra tất cả một cái hệ sinh thái thì à, hiển nhiên bao giờ cũng mong muốn là à, có thêm các cái partners để đưa cái hệ sinh thái của mình nó mở rộng hơn à, hoàn thiện hơn hệ sinh thái thế thì à, đối với các sản phẩm của fpt thì fpt là công ty công nghệ đâu đó thì tập trung nhiều vào các cái à, sản phẩm về công nghệ còn rất nhiều những cái à, mảng khác mà fpt chưa có ví dụ như là à, du lịch chẳng hạn ừ. thì fpt cần phải liên kết với các đối tác bên ngoài hoặc là kinh FPT cũng cần phải liên kết với đối tác bên ngoài. Đấy là hai cái ví dụ thôi còn rất rất nhiều những cái cái ví dụ khác và cái hệ sinh thái của FPT cần những cái đối tác để tham gia cùng chúng tôi để hoàn thiện cái hệ sinh thái. Và hiển nhiên khi mà liên kết với hệ sinh thái FPT thì FPT cũng mang lại rất là nhiều quyền lợi cho các cái đối tác của mình. Ví dụ như là một cái tập khách hàng vô cùng lớn hàng chục triệu người dùng chẳng hạn. Nếu mà cá nhân anh, anh đánh giá như thế nào về độ sẵn sàng, độ trưởng thành của các đối tác? À, rất là nhiều trường hợp xảy ra là mình là người đi trước cộng về mặt công nghệ, về mặt năng lực mình đã sẵn sàng rồi. Tuy nhiên là có thể các cái đối tác của mình nó chưa hoàn toàn sẵn sàng thì không biết ở góc độ của anh, anh tiếp xúc với cả đối tác trong nước, nước ngoài, toàn cầu thì không biết là cái độ sẵn sàng của doanh nghiệp Việt Nam mình đang như thế nào? Cũng nói thật là với các hệ sinh thái ấy, thì một bài toán vô cùng thách thức đầu tiên là xây dựng được thành hệ sinh thái của mình ừ. đấy là cái khó cái thứ hai cái còn khó hơn nữa là build được các cái partnership đủ mạnh ừ. thế thì chắc chắn các bạn cũng, cũng biết là ở việt nam các hệ sinh thái có rồi chứ không phải là không có ừ. nhưng mà nói thật là các hệ sinh thái ngày hôm nay đóng góp được gì cho người dùng hay là mang lại giá trị gì cho người dùng thì chúng ta không thấy mà chúng ta chỉ nhìn thấy các công ty hàng tỷ đô hàng chục tỷ đô tồn tại thế thì đấy là bài toán uh, vô cùng khó tuy nhiên là uh, có một cái lợi thế là uh, fpt là một công ty quản lý tương đối là rành uh, mạch và trang parent điều này nó dẫn đến là cái các cái hợp tác với fpt là uh, hết sức trang nó đem lại uh, những cái uh, thuận lợi trong quá trình hợp tác cái thứ hai là fpt là một cái technology house uh -huh. thế nên là chúng tôi có thể uh, biến gần như tất cả những cái mong muốn những cái ý tưởng trở thành những cái sản phẩm cụ thể. Quay trở lại cái Tech Day đi thì liệu Tech Day nó nó là vừa là một cái sự kiện mà chúng ta sẽ học hỏi được nhiều thứ mới này, sẽ gặp gỡ network các thứ thì không biết là cá nhân anh anh sẽ expect hay anh mong chờ cái kết quả Tech Day nó sẽ là cái gì. <laughs> Đối với cả uh, FPT ấy thì um, chúng tôi thực sự là mong muốn là uh, đem lại uh, hình ảnh của một uh, FPT là một công ty uh, công nghệ có đã build và đang build ra những cái sản phẩm đứng đầu thị trường. Cái hình ảnh FPT thì rất là mong muốn mọi người nhìn thấy là một công ty rất là trẻ trung, rất là năng động và hiển nhiên là một công ty rất là technology. nô à, gì. đấy là thì đấy là FPT nhưng ví dụ cá nhân anh thì anh là cũng là người gọi là gần như là chỉ huy chính cho cho cái sự kiện thì luôn luôn mình sẽ có một cái mục tiêu và cái mục tiêu ví dụ mục tiêu cá nhân của anh thì em rất là tò mò là mục tiêu cá nhân của anh trong cái cách đây thì kết quả nó sẽ là như thế nào à, mục tiêu của anh thì nó có hai cái cái mục tiêu một ấy là hiển nhiên là cái số lượng người tham dự nó sẽ vượt mọi kỷ lục từ trước đến giờ ừ. đấy là một mục tiêu một mục tiêu thứ hai là tất cả những người đến với cái event đều mang về được cho mình một chút thông tin gì đó về ừ. có thể về fpt có thể về công nghệ, có thể về uh, những cái đối tác của FPT thì ừ. đấy là cái mong muốn Nếu mà nói về cái uh, kỷ lục ấy, thì không biết là anh có thể chia sẻ xem là cái uh, ví dụ năm ngoái hoặc là cái số lượng người tham gia cao nhất là như thế nào và năm nay anh đang mong muốn là số nó sẽ như thế nào năm ngoái làm hoàn toàn online cho nên là cái có thể tiếp cận đến hàng trăm ngàn người theo dõi thì ừ. nếu mà nói về số lượng online thì đâu đấy thì sẽ cố gắng để bằng được năm ngoái là đã là tốt rồi nhưng mà ừ. cái số offline thì năm ngoái thì có hàng ngàn người tham dự thì hy vọng năm nay sẽ gấp đôi số hàng ngàn người đó. À, không biết là cái địa điểm mình tổ chức như thế nào mà để anh có thể có hàng ngàn người đến cùng một lúc đấy là diễn ra trong một ngày thì anh đã chọn địa điểm nào và cái quy mô nó sẽ như thế nào để có thể mình hình dung được cái sự kiện. Đó là một cái bài toán hết sức thách thức đối với cả đội ngũ ban tổ chức tại vì là để đi tìm một cái cái địa điểm mà có nhiều người tham dự được như thế thì nó cũng không có nhiều thì cuối cùng ban tổ chức đã lựa chọn trung tâm triển lãm quận 7 SECC ừ. là nơi mà có một cái diện tích rất là lớn cũng như là các cái có thể đi lại đến khu vực đó rồi là tất cả các khu vực uh, xung quanh nó sẵn sàng để cho hàng ngàn người tới rồi ừ. hàng ngàn người uh, tham dự được ở trong cái event thì uh, cuối cùng đã chọn cái địa điểm là trung ừ. tâm triển lãm quận 7. Thực ra là em cũng uh, vẫn còn nhớ là có một năm năm hình như là 2010 19 à thì cũng có một cái cái sản phẩm là xe tự hành và đã được là những người đến có thể thử được thì không biết là năm nay anh có hé lộ xem có những cái gì có những sản phẩm gì mà mình có thể sờ được mà thử được không à, thực ra năm nay uh, có rất là nhiều những cái uh, hay và có những uh, không chỉ uh, các cái sản phẩm của FPT mà còn có cả rất là nhiều quyền lợi cho những người tham dự nữa các cái sản phẩm của FPT thì uh, chắc chắn là đến lúc đó thì mới có thể tiết lộ được nhưng mà sẽ rất là nhiều à, có thể những sản phẩm ví dụ như là à, những cái thực tại ảo chẳng hạn có thể người à, tham dự có thể chơi ngay ở trên các cái nền tảng của fpt ừ. à, đó cũng là cái thứ mới hoặc là à, fpt có rất là nhiều quyền lợi cho à, người tham dự có thể à, khi mà tham gia thì có thể enjoy được ngay các cái sản phẩm của FPT và thậm chí mang về các cái sản phẩm của FPT. Năm nay thì tổng cái lượng quà tặng của FPT mang đến cái sự kiện là cỡ khoảng 10 tỷ, đó là một con số ừ. vô cùng lớn từ trước đến giờ. Anh cũng tham gia vào cũng một một số năm để vào cái ban tổ chức của Tech Day rồi thì năm nay nếu mà anh nhìn lại thì năm nay nếu mà anh có 3 điểm nổi bật mà anh cho rằng là nó khác hết tất cả các năm trước thì là là ba là điều gì đầu tiên phải nói là cái khu triển lãm lớn nhất từ trước đến nay uh, fpt đã tổ chức ừ. uh, thứ hai là uh, có thể nói là một cái chi phí khổng lồ cho cái sự kiện năm nay uh, và cuối cùng là uh, mang đến sự kiện ấy là một đội ngũ picker uh, trên toàn thế giới đã đến với cả sự kiện tech uh, day năm nay ba ừ. ba điểm đó là ba điểm khác biệt hoàn toàn với những năm trước đây. Xem hỏi không biết là hiện tại các doanh nghiệp lớn này, các công ty công nghệ thì đang gặp rất là nhiều các cái vấn đề và cũng có những cái rủi ro trước mắt thì lý do gì mà anh bây quyết định là năm nay sẽ bỏ ra một khoản tiền lớn như vậy để tổ chức một sự kiện như này? Thực ra đấy là một điểm hết sức là đặc biệt đối với FPT thì có chúng tôi có nhìn thấy là hiện giờ thì có rất nhiều vấn đề về kinh tế đang xảy ra các vấn đề đấy thì FPT luôn luôn nhìn nhận ở một góc độ là trong nguy có cơ tức là với mỗi một cái làn sóng thay đổi mỗi mỗi một chu kỳ kinh tế thì đòi hỏi các doanh nghiệp là phải phát triển phải tiến hóa và ừ. hiển nhiên công nghệ sẽ giúp các doanh nghiệp tốt hơn bất kỳ thứ gì khác để thay đổi chính mình để vươn lên để bứt phá để dẫn đầu FPT giờ thì trước giờ thì đúng là luôn luôn là công ty rất là tiên phong trong nhiều lĩnh vực khác nhau và cũng là những cũng là đưa ra một cái các bước hoặc các quyết định nó rất là khác so với cả thị trường mà đa, đa số các quyết định là rất là đúng à, nếu mà anh xem vào cái tình hình năm sau tất cả những cái gì đang diễn ra như nghe là những cả vấn đề kinh tế này rồi là các cái khủng hoảng tài chính các thứ thì nghe như vậy thì có vẻ như anh và công ty cũng đang rất là tự tin là có thể là vượt qua những cái khó khăn của năm sau và có thể sẽ mạnh hơn nữa so với cả năm nay à, chắc chắn là thời điểm hiện tại thì ai cũng phải rất là uh, cẩn trọng giống như là một cái người đi trên băng vậy uh, ừ. tuy nhiên là phía trước nó là cả một uh, con đường rất là tươi sáng và chúng tôi tin rằng uh, nếu mà chúng ta uh, đủ uh, khôn ngoan đủ sáng suốt thì chúng ta có thể vượt qua cái lớp băng mỏng về phía trước để tiến đến một cái tương lai uh, rất là tươi sáng đang chờ ở phía trước em ừ. à, muốn hỏi thêm một uh, liên quan đến tại vì là anh cũng là một người là hay uh, trao đổi tiếp xúc làm việc với cả các cái đối tác nước ngoài thì uh, việt nam mình cũng được coi là một trong những đất nước và đang phát triển về mặt công nghệ rất tốt uh, adaptability về công nghệ như kiểu là blockchain cũng là đang là số 1 ở thế giới thì anh so sánh như thế nào hoặc là anh cái cảm nhận của anh như thế nào về cái mặt cái uh, độ gọi là trưởng thành công nghệ của việt nam mình so với cả các nước bạn bè láng giềng À, thực ra ấy, nếu mà nhìn ở góc độ đấy ấy, thì à, anh nhìn một số những cái điểm nó hơi khác biệt một chút à, đầu tiên là chi tiêu cho công nghệ thông tin ừ. nếu mà một cái quốc gia mà tổng chi tiêu cho công nghệ thông tin mà lớn ấy, thì hiển nhiên là đâu đấy thì cái ứng dụng công nghệ thông tin nó sẽ tốt Việt Nam cũng phải nói thật là cái chi tiêu cho công nghệ thông tin chưa lớn ừ. thế thì à, đấy là một điểm cái điểm thứ hai ấy, là à, có rất nhiều thứ chúng ta nghe rất là nhiều. Ví dụ như blockchain, ví dụ như crypto uh, có thể thấy rất nhiều event, có thể thấy trên báo rất nhiều các thống kê trên thế giới nào là người dùng ở Việt Nam rất là nhiều các sản ừ. phẩm ở Việt Nam thì uh, cứ 100 sản phẩm thì có một sản phẩm của Việt Nam giá trị công ty giá trị hơn trăm triệu đô chẳng hạn. Ừ. Thì thông tin rất là nhiều nhưng mà thực tiễn về mình, mình nhìn thật ở Việt Nam ấy thì công nghệ chưa áp dụng được nhiều. Ví dụ như blockchain chẳng hạn thì rất là ít, rất là hiếm ở ở ở Việt Nam ngoài một số những lĩnh vực như game hoặc là những lĩnh vực như crypto thì còn vô vàn nhiều những cái lĩnh vực khác mà cần có ứng dụng blockchain nữa thì Việt Nam chưa phải là những cái quốc gia đi đầu về 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 blockchain hiện nay thì cũng có một số các cái công ty ở trong khu vực Đông Nam Á thì có rất là nhiều các công ty công nghệ, các công ty kỳ lân họ cũng đã vươn ra, ra ngoài và cũng có một cái tên tuổi ở ở bên ngoài rồi thì tuy nhiên Việt Nam mình thì À, mặc dù là cái thị trường tốt nguồn lực cũng có công nghệ cũng có nhưng mà chúng ta chưa có một cái sản phẩm nào mà có thể là đáng kể mà đã đã có mặt ở nước ngoài thì không biết là anh nghĩ là fpt với vai trò là tập đoàn công nghệ số 1 thì trong thời gian tới có cái gì mà mình có thể tự hào mang ra ra ngoài được không à, tất nhiên cái cái đó là cái giấc mơ của fpt và tin chắc là rất nhiều, nhiều bạn trẻ ở việt nam đều có một cái giấc mơ như vậy thế thì một cái ví dụ cụ thể như là các cái bạn trước đây đã làm như là nguyễn hà đông với pháp Bird hay là trung uh, với cả uh, Axie infinity ừ. các bạn cũng đã rất là thành công ở global thế thì uh, fpt cũng có những cái sản phẩm um, global ví dụ uh, những sản phẩm như là uh, akabot hoặc ừ. là Acamet. tuy nhiên là những cái sản phẩm ở đâu đấy nó đang được dùng trong mảng enterprise thì chưa có nhiều người uh, biết hoặc là những cái ứng dụng của FPT đang uh, đang hoạt động cho những cái bệnh viện rất là lớn ở trong khu vực. Ừ. Thì nó là những cái ứng dụng enterprise B2B thường nó nằm ở đằng sau cho nên nhiều chưa nhiều người biết. Tuy nhiên ừ. uh, FPT cũng có những cái mục tiêu hết sức là to lớn, đưa các cái sản phẩm của mình ra global rồi uh, những sản phẩm đó phải chiếm uh, tỷ trọng uh, từ hai con số trở lên về doanh thu trong tổng cái tỷ trọng của FPT chẳng hạn ừ. thì đó là những cái mục tiêu mà chắc chắn FPT sẽ nỗ lực và cố gắng Thực ra là trong thời gian vừa rồi là cả 10 năm vừa rồi thì chúng ta cũng có đang hưởng được một cái gọi là điều kiện rất là thuận tiện thì chúng ta đang thiếu cái gì để có thể có một cái sản phẩm để mang ra ngoài như vậy? Thực ra khi mà sản phẩm của Việt Nam đi ra ngoài thì thấy là chúng ta thiếu rất là nhiều thứ Thứ nhất là kinh nghiệm làm global của À, những bạn ở ở Việt Nam phải nói thật sự là chưa có nhiều vì những cái rất là đơn giản thôi thì các sản phẩm của bạn ấy các bạn đâu đấy cũng uh, xuất phát từ Việt Nam và bản thân FPT có rất nhiều sản phẩm xuất phát từ Việt Nam thế thì khi mà mang ra kinh doanh global nó là một cái thị trường rất là khác ừ. có rất là nhiều đối thủ vô cùng mạnh mẽ và uh, các cái sản phẩm cũng rất là tuyệt vời uh, cũng như là cái cách thức khách hàng ở nước ngoài hoạt động nó rất là khác Việt Nam. Thế thì nếu mà nói thì phải nói đầu tiên là đến cái mindset xây dựng sản phẩm sản phẩm Việt Nam khác mà xây dựng sản phẩm global uh, hoàn toàn khác. FPT ừ, uh, ừ. cũng đã có những cái sản phẩm uh, rất là tốt có thể nói là chiếm gọi là số một ở Việt Nam nhưng mà không thể mang ra global được bởi vì là uh, để mang ra global thì nó có những cái luật lệ khác, cái cách ừ. thức sử dụng khác, cách thức tiến hành kinh doanh nó khác. Thế thì đó là cái 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 điểm rất là thiếu của ở Việt Nam nói chung. Để và tiếp tục chúng ta vẫn nói về cái việc là nước ngoài thì như anh là cũng hay làm việc với cả như là Mila rồi là các cái viện nghiên cứu rồi là các cái đối tác như vậy thì những cái gì là cái mà anh học được từ họ những cái mà anh có thể là tự hào là mình được làm việc và mình mang cái đó về về Việt Nam được đầu tiên ấy là cái cái suy nghĩ đầu tiên là cái suy nghĩ global của tất cả các các cái partner của FPT như vậy. tức là khi mà người ta đã nghiên cứu một cái vấn đề gì đó, khi mà người ta đã bắt tay làm một sản phẩm gì đó luôn, người ta luôn luôn nghĩ là sản phẩm này sẽ là sản phẩm global. Ừ. À, à, ví dụ như uh, uh, Miro thấy là uh, Phần Lan, một đất nước hoàn toàn nhỏ bé nhưng mà sinh ra được những cái game hàng trăm triệu người chơi. vì khi mà người ta bắt đầu sản phẩm đấy, người ta luôn luôn nghĩ là, là là sản phẩm này chúng tôi sẽ release là toàn cầu, chứ người ta không release là chỉ có ở Phần Lan. Ừ, thế thì ừ. vì cái suy nghĩ từ ban đầu như thế thì khi mà bắt đầu một cái nghiên cứu thì người ta cũng sẽ bắt đầu từ những cái vấn đề hết sức là là global. Nếu mà nói ngày hôm nay chúng ta nói về AI với vô cùng vô cùng nhiều những cái cái ứng dụng ở khắp mọi nơi thì Uh, bản thân khi fpt đặt uh, một số những cái đề bài cũng như là roi cùng với cả mila nghiên cứu ấy, thì có một số lĩnh vực người ta từ chối người ta không làm ừ. đợi những cái việc này là vi phạm quyền riêng tư những ừ, cái này là ừ. uh, những cái công nghệ mà uh, có thể về sau bây giờ thì đem lại rất là nhiều lợi ích nhưng mà đem lại những cái uh, tác dụng phụ mà đôi khi là rất là không tốt ừ. thì người ta từ chối người ta không làm luôn và vì những cái hiểu biết như vậy cho nên là người ta sẽ đặt ra những cái bài toán mà khi mà người ta giải quyết được ấy, thì nó có thể ứng dụng được ở tất cả mọi nơi ừ. nếu mà như vậy thì là cái quan trọng nhất là cái tư duy à, nó khác liệu cái công nghệ nó có khác không về mặt công nghệ về hiển, mà... hiển nhiên khi ừ. mà à, các bạn bắt đầu bằng việc là à, xây dựng một sản phẩm toàn cầu chẳng hạn lấy à, lấy một cái ví dụ rất là đơn giản thôi à, FPT cũng có rất là nhiều sản phẩm mà sử dụng cloud ừ. thì khi mà tính toán đến việc mà à, cái sản phẩm này nó sẽ bán ra toàn cầu ấy, thì à, phải làm việc với các cái hyperkiller làm ừ. sao đấy sản phẩm của tôi ngày hôm nay ở châu phi cũng dùng được ở uh, châu âu cũng dùng được ở mỹ cũng dùng được ừ. thì khi mà người ta xây dựng sản phẩm người ta đặt đầu bài cho các công ty cloud như vậy thì uh, cái cách giải quyết nó rất là khác uh, nếu mà ngày hôm nay uh, miro có thể ra hỏi tất cả các bạn ta thì uh, dùng cloud thì các bạn sẽ dùng nhưng mà không bao giờ người ta đặt ra vấn đề là người dùng của tôi từ châu âu sẽ như nào người dùng ở uh, châu phi như nào người dùng châu mỹ như nào khi mà người ta đã bắt đầu giải quyết một cái bài toán global ấy thì công nghệ nó cũng khác, cách xây dựng sản phẩm khác và cách vận hành cũng hiển nhiên cũng rất khác rồi cách thức kinh doanh cũng sẽ sẽ rất là khác. Em có cơ hội ngồi đây với anh để trao đổi và học hỏi được những cái kinh nghiệm như vậy thì không biết là các bạn đến Tech đây thì liệu có có những diễn giả và có những cái thông tin để mình có thể mang về được không? Những cái thứ này có có xuất hiện ở Tech đây không? À, thực ra trong Tech đây nó có một cái điểm nữa là các bạn ấy có thể uh, matching với cả những người của FPT hay thậm chí các uh, diễn giả Ừ. các bạn có thể đặt câu hỏi các bạn có thể hẹn gặp các bạn có thể hẹn trao đổi một một để từ đó thông qua đó các bạn hiểu hơn về những cái bài các diễn giả chia sẻ hoặc là mong muốn đặt thêm câu hỏi cho những diễn giả thì tất cả các diễn giả thì đều rất là sẵn lòng để gặp trực tiếp để trao đổi trực tiếp về những cái vấn đề nó cụ thể. nghĩa là bây giờ nếu mà em đăng ký thì em đăng ký ở đâu có thể lên đâu đăng ký được để là... gặp một một được? Hiện giờ uh, có hai hình thức một là uh, cái web là techday fpd com vn hai là uh, chuẩn bị FPT chuẩn bị release một cái app techday nó sẽ phục vụ toàn diện cho cái việc uh, một uh, người tham dự sự kiện có được cái trải nghiệm tốt nhất ừ. từ uh, uh, cái agenda đến uh, check in đến đổi những cái quà tặng hoặc là ừ. như uh, Miro nói là hẹn gặp các diễn giả. Ừ, nếu mà bây giờ anh em có 3 điều để anh có thể là mời các bạn đến cách đây thì anh sẽ dùng ba điều gì các bạn thì thực ra là có có rất là nhiều cái khách mời khác nhau khách mời doanh nghiệp thì bọn anh có một cái đội ngũ các bạn chăm sóc khách hàng để đến mời tận tay một cái khách mời mà anh nghĩ là bọn anh không đến với từng người một đó là cộng đồng các bạn công nghệ cộng đồng các chuyên gia về công nghệ ở việt nam thì uh, lời đầu tiên ấy thì rất là chân thành mời tất cả các bạn đến uh, tham gia cái uh, event uh, đóng góp những cái góc nhìn của các bạn uh, bằng các cái kênh tương tác với cả uh, fpt uh, khác nhau thì đấy là một cái uh, yếu tố hết sức ừ. quan trọng đối với fpt và rất là mong muốn cộng đồng tất cả các bạn uh, đóng góp mà cho fpt uh, thứ hai các cái sản phẩm của fpt Uh, luôn luôn mong muốn là cộng đồng tham gia cùng FPT phát triển những cái sản phẩm uh, hiện có cũng như là những cái sản phẩm uh, vẫn còn đang phôi thai vẫn còn đang trong ý tưởng. À, đấy là cái điểm thứ hai hết sức ừ. quan trọng à, và điểm cuối cùng fpt cũng rất là mong muốn các bạn đổi hết tất cả các quà fpt có các bạn mang về hết tất cả quà mà fpt có thể công bố ở trong sự kiện à, rất là cảm ơn anh tú đã dành thời gian đến chia sẻ và rất là hy vọng là chúng ta sẽ có rất là nhiều người đến tham dự ở cách đây và đặc biệt chắc là em sẽ đến để nhận quà của fpt <laughs> <laughs> cảm ơn miro cảm ơn tất cả các bạn